Rồi, xin chào cả các bạn. Đây, xin giới thiệu với các bạn cái kho từ tài sẽ cho các bạn coi nguyên lý hoạt động của cái xe năng và cho bạn đi một vòng tham quan những cái vật liệu của kho tự tại nha bạn. Đây là xe năng, sẽ giới thiệu cho các bạn coi cái kho như thế nào ha. Thì mình sẽ sẵn luôn tiện mình sẽ chỉ cho các bạn cách chạy xe năng điện nha bạn. Nè, xe năng điện có chìa khóa này bạn, tắt chìa khóa này, tắt cầu dao này. Thì mình muốn chạy thì mình chỉ cần bật cái cầu dao này lên ha, rồi bật chìa khóa lên, rồi nó sáng đèn ha. Cái này là còn bình nữa bạn, bình còn nhiều ha. Thì trên chiếc xe năng nó có những cái dụng cụ này để cắt dây kéo nè, dao nữa bạn, để mình cắt những cái bao mà nó râu ria nữa bạn, mình lấy liệu á cắt đi ha, dọn vệ sinh. Rồi cái này mình sẽ chạy này, chạy nha, chỉ cần nhấn tới là chạy mà, đây nhấn tới là chạy ha. Rồi nhấn kéo lại là dê nè bạn, đây nhấn tới là chạy mà, rồi nhìn là dê, rồi nó không có thắng nha bạn, chẳng có thắng gì đâu nha bạn. Thì mình sẽ chạy một vòng để cho các bạn tham quan cái kho ha. Đây là liệu giác quy nha các bạn, giác quy mà mình nói nó dạng bột y như là heroin nha, mịn còn hơn là heroin các bạn, mịn lắm mấy bạn ơi. Đây là liệu tokusil, cái này cũng dạng bột nha các bạn, cái này liệu dạng bột nha, nó cũng bột mịn y như bột mì nha các bạn, tokusil. Rồi đây là có mo này nè, dạng hạt các bạn, màu vàng dạng hạt. Đây là liệu CS70 nè bạn, liệu CS70 ở trong kia mình vô mình quay tình cảnh các bạn ơi. CS này cũng dạng hạt, cái liệu này từ ngày mình vô làm tới giờ thấy cũng chưa ai lãnh nè. Cái liệu này là cái liệu KPT1520 G nữa bạn, KPT chưa thấy lãnh nhiều ha. Rồi tới bên đây là cái liệu 130 ha. Đây. Bây giờ chạy hết một vòng đi, chạy hết một vòng giới thiệu nhanh ha. Giới thiệu bên đây trước nha. Trước cái bảng này nè, nó có cái ô ha bạn, đây này, chỉ cái ô nè. Ô này là B16 nè ha. Ô là nó cái hai cái cây cái cột nè, hai cái cột này là một ô. Nha các bạn. Đó như B16 hai cái cột này thì trong cái liệu này nó có B16. Thì mà nhân viên chỉ đó mình sẽ trong cái ô này nó có những cái liệu gì như ở đây. Đó như tokusil ha. 8730 ký ha, ngày sản xuất nè, ngày tháng sản xuất, ngày hết hạn sử dụng thôi bạn, là ngày tháng 3 2018 nó hết hạn sử dụng, là tháng 3 2020 nha bạn. Đó thì có bao nhiêu liệu trong cái ô này thì là mình ghi hết ra đây, còn bao nhiêu đó, ngày tháng hết hạn, ngày tháng đó ô vậy. Mình tiếp bên đây ha. Cái này ôm 16 thì cái ôm 15 nè các bạn, đây ôm 15 ha. Đó, ôm 15 thì nó có liệu gì đây. Đó, đây là cái liệu à. Cái này là liệu 180B mà 10kg nè các bạn. Một bao vậy là 10kg nha các bạn. Đó, bột thì nó rất là nhẹ, nó nhìn cái bao bự như có 10kg nha các bạn. Pallet vậy là 5 2 4 6 8 2 4 6 8. Một pallet như vậy là 5840 bao nha các bạn. Một pallet như là 40 bao thôi. Mà nhân cho 10 là 480 kg.
400 kg nè, 5 8 40 nhân cho 10 là 400 kg nha bạn. Đó. Đây nè, tôi tính lên đây. Đó. Đây nè, tôi tính lên đây làm dễ biết ha. Tiếp theo là cái liệu này, cái ô 14 nha bạn. Đó, tiếp theo đây là ô 14 nè, ô 14 thì có cái liệu tiêu 2 nha bạn. Tiêu 2. Tiêu 2 qua tiếp bên đây là cũng là cái liệu 180B nhưng mà cái này là bao 6 kg không phải là 6 kg, nhưng mà cái bao này 18 kg nhưng mà ở trong nó có 3 bao 6 kg thì là nói là cái liệu 6 kg, nhưng mà thực ra cái bao này là 18 kg nha bạn. 18 kg có 3 bao 6 kg ở trong bao á ha. Đó, R103 đây. R103 là cái liệu này. V14 ha. Rồi tiêu 2 bên đây. Đó, tiêu 2 bên này. Đây cũng có tiêu 2 các bạn. Đây là tiêu 2. Rồi. Tiếp là CS30 ha, cái liệu này các bạn. Đây CS30 ha. CS30 này là có 16 tấn nè bạn, 16 cục ha. Một cục 1 tấn các bạn. Là có 8 lớp, một bao 25 kg ha. Một lớp 5 bao, 8 lớp là 1 tấn các bạn. Tiếp theo này là cái bột ZQ này rất là nhiều bạn. ZQ 180B với ZQ là rất là nhiều các bạn. Đây đây là liệu ZQ ô 12 các bạn. Ô 12 nha. Đó. 180B ha. 180B 10 kg. 180B 6 kg ha. ZQ ha. 6 kg. Đó. Cái 6 kg là cái nào? Quy 6 kg là nào, để mình chỉ các bạn. Quy 6 kg này lấy hết rồi, chưa xóa bảng nha bạn. Này quy 6 kg lấy hết rồi, mình chưa lấy bảng, mình phát liệu mình phát hết rồi. Chưa có xóa bảng các bạn. Đó, thì cái này tới tiếp theo là ô 12 rồi ha. Giờ qua ô 11, B11 các bạn. B11 đây. Đó, thì nó có những cái liệu 180B nè, ZQ bên đây, đó, ZQ, ZQ 10 kg nha bạn, bao ZQ là cái bao chặt nha bạn, đó, một bao này 10 kg nha bạn, rồi, ô thứ 10 nha bạn, B10 ha, B10. Tới đây là hết kho nha bạn. Tới đây là cổng này hết hòm này, qua bên mình sơ nha bạn. Rồi, mình sẽ quay đi một vòng ha. Đây, kho mình tới dài bên kia ha. Còn đây là ZQ, cái này là 180B nha bạn. Rất là nhiều ha. 180B rất là nhiều luôn. Rồi, mình đang đi bằng xe nâng hả bạn. Mình đi bằng xe nâng. Đây là ZQ 6 kg nè bạn. Đó, bên đây là khu ZQ, toàn bộ là ZQ hết nha bạn. Đó. Đó là B này là B24 nè bạn. Đó, cái ô này là B24 ha. Đó, bên đây là 6 kg toàn bộ ha. Đây là 6 kg nè. Tháng 12. Nhập về tháng 12 nha bạn. B24 nha. B24. Đó, bạn thấy cái ô đó B24 nè. Thì toàn bộ này là 6 kg nha bạn. 6 kg nhưng mà ở trong cái bao này là 3 bao 6 kg là 18 kg nha bạn. Một bao nó là 18 kg. Nhưng mà mình gọi nó là B cái quy 6 kg nha bạn. Tiếp theo là B23 ha. Toàn bộ là dứt quy hết nha bạn. Quay cho các bạn coi cái kho tư tài nó có những cái gì nha. Khu vực trên lầu nha, lầu quy định là 1m2 chỉ để được 1 tấn liệu thôi, nhưng mà nên không có trồng lên được. Các bạn thấy không gian ở trên rất là cao nhưng mà không thể nào trồng lên được, nhưng mà tại vì quy định là 1m2 chỉ để 1 tấn thôi.
thu bên đây nãy mình mới quay xong. Dạ, thu bên này là nó là toàn bộ là ZQ hết nha bạn. Mình mang đi bằng xe nâng. Ở trên này nó làm bằng cái tôn sáng nha bạn, nên rất là sáng ban ngày, không cần mở đèn ha. Đây, mình đảo một vòng cho các bạn coi những cái bao này, những cái liệu này thì cái này là thu ZQ cho nên là nó toàn bộ ZQ hết. Rồi, tới đây là có những cái vải vóc này, chỉ này, những cái liệu mới này. Đây là nó có nhiều vải này. Đây, mình cua vô cái đường này cho các bạn coi nè. Cua vô đường này, mình chỉ nha. Các bạn, cái vải này. Đây là vải trắng này. Đây là cái loại vải trắng nè. Vải này là vải 2182 nha các bạn. Vải này tên nó là 2182. À, cái loại này nè, vải trắng này. Còn cái vải sọc này là cái vải sọc mà nó dài, cổ dài này là cái loại 1637 nha các bạn. Còn đúng không? 1637 đúng không ạ? Đây. 1637 ha. Đây là cái vải 1637 nè. Đó là cái vải này nè các bạn. Cái cây này dài, cây này cục hơn này, ngắn hơn này. Đó. Cái này là 180B, vải này 180B nó cũng giống y như cái kia thôi, nhưng mà cái loại này nó ngắn hơn. Cái loại kia nó dài hơn các bạn. Còn cái loại mà ni lông này 1.700 là 17 cây mà ni lông quai nè, ni lông màu trắng nè, là cái loại này nè, nằm trong đây ha. Đó, cái cây nhỏ nhỏ nè, nó có 17 cây, tổng cộng 17 cây ha. Rồi, còn cái loại vải nữa ha, ni lông quai nằm trong đó ha. Rồi, cái này là 2182, cái này là 1637 ha, cái này 180B. Sẽ đi ra ngoài chút. Rồi, mình sẽ đây giới thiệu tiếp. Đây là cái liệu này là cái liệu VN3 ha. Cái này cũng dạng bột nha. Bột nha. Dạng bột nha. Dạng bột nha. Đó. VN3. Vô sát cho bạn coi. Đây là cái liệu dạng bột nha bạn. Đó. 325 kg nha bạn. 325 kg. Qua lết nó là 500 kg như vậy. Đếm cho ta. Một lớp là 50. 3 lít là 500 kg mà. Còn tiếp theo cái này là cao su màu đen đó, bột luôn nha, dạng bột ha. Cái này là cái bao cao su, cái bột cao su các bạn. Này là bột. Đó là đổ ra nhìn bột màu đen đấy bạn. Đó. Bột màu đen. Rồi tiếp theo là cái vải này. Cái vải này là cái cây nhỏ là cũng 180B nhưng mà cái loại này có 50 da thôi các bạn. Loại này có 50 da thôi ha. Đó, cái này có 50 da thôi. Đâu đây chỉ các bạn đây, 50 da này, 50 nha các bạn. Nó chỉ có 50 da thôi ha. Cái này một vải 180B giống như vậy. Cái cây cái ngọn nhỏ ha. Ở bên đây 180B quá trời. Đó, một cái cây như vậy là nó khoảng 5.000 da các bạn. Để mình tính cho bạn coi, một cây là 100 da. Một lớp là 5 cây ha. 2 1 2 3 4 5 6 7 8 40. À cây này nhỏ, cây này có 4.000 da thôi các bạn. Tức là ta 8 lớp. Ha, lớp là 5 cây. 5 40.
540, nó là chỉ có